xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nguyễn Phá Mini Boston. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem những cây hoa lan Violaceae của mình nha. Thì ở đây mình có cây lan này đã lâu lắm rồi các bạn. Đây là cây lan, cái tên của nó là Pale Violaceae Malaysia nha. Cây lan này thì rất là khó tìm và lâu quá nên cái thác nó bị mục luôn nữa các bạn, đụng tới là nó bị mục rồi ha. Cây lan này lúc trước mình mua là to lắm các bạn, nhưng mà mình trồng nó không có thành công á, mình không biết cách trồng thì nó đã sắp chết luôn các bạn. Nó còn có một lá nè, hơn nửa lá, rồi cái lá này lúc nào mỗi lần ra lá mới là nó bị thúi như thế này nè ha. Thì sau khi mà mình đã cứu sống nó nè thì nó ra cái lá mềm mà lá mới này nha, và bắt đầu nó ra cái lá mới này cho mình. Lá này lá mới nha, thì nó cũng chưa có tốt gì cho lắm nhưng mà nó là không có còn chết nữa các bạn, bắt đầu nó phát triển lại nha. Thì lúc đó không tốt nên mình đã cắt bỏ một cái vòi hoa. Thì sau khi mình cắt bỏ một cái vòi hoa đó thì nó ra cái lá này nha. Lúc trước nó có ba cái lá này thôi, bây giờ năm nay ra được lá mới này. Cây này cũng khó trồng chứ không phải dễ trồng nha các bạn. Hoa thì rất là đẹp nhưng mà khó trồng, mùi rất là thơm. Cây này dạng Betsy nên nó rất là thơm nha. Hoa rất đẹp, thơm, nhưng theo mình thấy là cũng khó trồng nữa các bạn, không có dễ trồng, không có dễ chăm sóc ha. Thì hoa dưới ánh nắng thì các bạn thấy rất đẹp. Ở Mỹ thì mình tìm cây hoa này rất là khó nha, không có dễ tìm nha các bạn. Bây giờ cái giống hoa này là không tìm được nữa, rất là khó tìm. Lâu lâu các bạn có thể may mắn thì các bạn lên eBay thì có thể có, nhưng mà giá cũng không hề rẻ nha. Mình có cái lan này khoảng là 5 năm rồi, nhưng mà mình không có biết chăm sóc đó các bạn. Lúc đó là mình không có biết chăm đâu, mình không có tưới phân cho nó, thì dẫn đến tình trạng là nó từ từ nó rụng hết lá nha. Nó cũng phát triển, nó cũng mọc đó, nhưng mà mỗi lần ra lá mới là nó bị thúi như thế này. Thì mình phát hiện là do thiếu dinh dưỡng đó các bạn, nó suy dinh dưỡng. Mỗi năm mỗi ra hoa nhưng mà nó vẫn suy dinh dưỡng các bạn, nó không có phát triển nha. Thành ra khi mình trồng lan thì mình phải tưới phân, nếu mà không có phân thì nó từ từ nó sẽ chết cây nha. Thì sau khi mình bón phân cho nó và mình chăm đúng cách đó các bạn, thì cái cây này nó đã ra lại tốt rồi. Vì cái cây này nó rất là khó tìm, cho nên sau này khi mình gặp cái cây hoa này nè các bạn, cái hoa này cũng khá tương tự nè các bạn. Nó là cái giống lai, cây con của cái cây này. Cây này là cây cha mẹ nha. Thì khi cái cây cha mẹ này nè, nó lai với cái cây này, mình cũng có nha. Khi nó lai với cây này thì nó đã ra được cây hoa này. Thì mình thấy cái lai đợt sau, cái con của nó cũng khá đẹp đấy các bạn, màu đậm đà hơn. Khi các bạn so sánh là đứng gần thì nó cũng giống cây mẹ, một phần là cái cánh nhọn và cái cánh nó cong cúp ra ngoài sau và có cái viền xanh ha. Và nó được lấy cái màu của cây hoa này, cây màu này thì màu đậm hơn, hoa này thì màu đậm đà hơn cái cây kia. Đây, màu rất là đậm đà. Nói chung là những cây hoa này là cây hoa nào cũng có mùi thơm hết nha. Thì mình cho xem các bạn xem tên nha. Đây, đây là cây lai giữa cây Malaysia và cây Sumatra Silicdac ha. Sumatra Silicdac. Đây là nó nè. Sumatra Silicdac. Thì nói chung là hai cây này, cây này là cây cha mẹ nè, cây cha mẹ như thế này. Thì lai tạo được cây này là cây con nè, đời con nè các bạn. Các bạn thích cái cây con này không nè? Cây đời con thì mình thấy cũng khá đẹp đó các bạn. Nó cũng có ánh ánh giống như kim tuyến vậy đó các bạn.
dạ quang và cái cánh nhọn, hai cánh nhỏ nhọn, chung là đẹp. Và cái lá thì nó dài nha, lá và lây xà dài. Mình thấy đặc điểm của cây này á là rất là dễ ra hoa, năm nào cũng ra hoa hết, cũng khó chăm sóc thôi. Do mình chăm sóc không đúng cách lúc trước đó, lúc đầu đó các bạn, làm cho cái cây nó bị suy dinh dưỡng, suy yếu rồi, cho nên khó chăm sóc. Bây giờ nó bắt đầu hồi phục lại. Thì cái cây này thì có một màu thôi, màu giống như màu kiến sen, hồng kiến sen ha, cũng dạng sai hoa đó các bạn, hai vòi hoa. Đối với cây này thì lá rất là to. Cây này cũng lá to lắm các bạn, tại mình trồng nó thành nhỏ vậy chứ cái lá lớn lắm, lá rất là to. Mình không hiểu sao hai cây này đều lá to ha. Tới lai cái đời cái cây này thì cái lá nhỏ dài nhọn ra, nhìn thấy khác nhau nè. Hôm nay thì mình tạm kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì mình đã quay cho các bạn xem cái cây Valesa để cho các bạn xem cái cây đời cha đời mẹ nó như thế nào, và khi mà lai tạo ra thì ra cây đời con nó sẽ như thế nào. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.